Kính thưa toàn thể quý vị, và trong chương trình thì Lan xin được mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Ngọc Bích, sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của tác giả Nguyễn Văn Lên, bài hát được mang tên Má ơi, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dùng đã
nhìn bầu trời trong xanh, trời con qua nắng hồng như cánh mây, càng qua tóc xinh tươi màu như đón chào một mùa xuân mới. Lòng gần lòng nhớ quê thương má tôi ngày thiên tao tận, để tôi học gần sáng dân ngày mai thoát gần cử hạng má không mong gì hơn. Giờ trở về thăm quê thăm má từng yêu, thăm mái đơn nghèo bên dòng biên giới, mà luôn thường chờ ghé cho đứa con. Má ơi, tình cảm thiên liêng ấy làm sao cũng hơn được, và quyền các trong tim mãi muôn đời.